Dâm xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay là vào buổi chiều ngày 19 tháng 10 năm 2024 quý vị. Trước màn hình của cô chú anh chị bạn đó là những hình ảnh của khu vực sân bay quốc tế Cam Ranh. Và phía bên đây là ga quốc nội. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của sân bay quốc tế Cam Ranh, cũng như đồng thời em sẽ đi về trung tâm để quay cái con đường Lý Tự Trọng cũng như là cây số 28 ở địa chỉ cũ gần khu vực của vòng xoay ngã 6. Đây là cái chuyến bay nữa, đang có chuyến bay vào lúc 15:55 Hà Nội nữa. Hai chuyến Vietnam Airlines với Bamboo Airways, rồi 16:15 là đi Hồ Chí Minh Vietnam Airlines, 17:00 đi Hà Nội Vietjet Air, 17:55 đi Hải Phòng Vietjet Air, 18:40 đi Hồ Chí Minh Bamboo Airways, 18:50 đi Hà Nội Vietjet Air, 19:30 đi Hà Nội Vietnam Airlines, 20:45 đi Hồ Chí Minh Vietnam Airlines và 22:35 đi Hồ Chí Minh Vietnam Airlines. Bên kia hành khách đang check-in làm thủ tục ở khu vực của Vietjet Air và Bamboo Airways. Bên Vietjet Air đi rất là đông phải không? Hình như đây các đoàn khách du lịch. Lối ra của bên sân bay quốc tế Cam Ranh này, bên ga quốc nội. Và phía từ xa kia là cái lối đi lên, bên kia là bên nhà ga quốc tế của sân bay quốc tế Cam Ranh. Bên đó, quốc tế này đi ở bên đó vậy. Đây, chỗ này là cái lối đi lên, lối tiễn khách nè, còn đón khách là ở phía dưới. Đây là cái bãi đổ xe bên ga quốc nội. Thank you.
trước màn hình của quý vị các bạn là một quán nướng Grill Garden, nó nằm ở trên con đường Đinh Tiên Hoàng thuộc Cam Lâm. Ở đây là con đường Đinh Tiên Hoàng thuộc Cam Lâm vị, dọc đây là sát với đầm Tây Triều, những cái quán hải sản, nhà hàng rất là đẹp, và phía trước gọi là cái cầu mới. Hướng này là sẽ đi qua kết nối với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, hướng đi qua bãi dài của Cam Lâm ngày nay. Cái cầu này nó bắc ngang qua đầm Thủy Triều quý vị. Khách họ đi ăn, họ đi trên cái cầu này quá trời luôn. Cái cầu này, cái hành lang đi bộ chỉ dành cho đủ một người đi thôi, rất là hẹp. Cầu này cũng khá là hẹp vậy. Cầu này nếu tương lai mở rộng ra thì rất là đẹp luôn á, và cũng là con đường kết nối qua đại lộ Nguyễn Tất Thành rất là quan trọng. Ở hai bên của đầm Tây Triều là chạy dọc là các nhà hàng hải sản. Chúng hình vì giao với ngay chỗ này là Binh Đinh Tiên Hoàng này, giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành này, vì rẽ phải là hướng sẽ đi tiếp sân bay Cam Ranh, còn rẽ bên tay trái là hướng đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang, đi thẳng qua bên kia là cái khu tưởng niệm quý vị, các cái chiến sĩ gạc ma đó, đồng thời cũng là cái hướng đi qua cái resort Silitum. Bên kia cái trung tâm đào tạo Melody là số 338 này, 38 chỗ này là cái E Coffee Trung Nguyên là 38A của đường Lý Tự Trọng này. Rồi, bên đây là địa chỉ số 40. Địa chỉ số 40 là số mới, còn số cũ là 28 Lý Tự Trọng nè. Bên kia cái bánh, tiệm bánh nguyên liệu dụng cụ. Họ dọc bọn này Fin Coffee này. Những căn nhà ở đây của đường Lý Tự Trọng nó kiểu hồi xưa vậy, họ hướng lên vòng xây ngã 6 này. Đây, ngôi nhà số 40 địa chỉ mới và số 28 địa chỉ cũ. Đây là hướng đi xuống biển. Con đường Lý Tự Trọng năm xưa gọi là Bá Đa Lộc.
cũng rộng ghê luôn. Bên kia là ngôi trường mầm non. Đây là ngôi trường mầm non hình như là 3 tháng 2 vậy. Trước nhà là một cái cây cổ thụ rất là lớn luôn. Cây gốc lớn mà nó ngã ra. Chỗ này là mát rượi luôn. Bên kia là Trầm Hương Khánh Hòa. Hình của cô chú anh chị bạn là vòng xoay ngã 6 ở hướng này của bên đường Lý Tự Trọng, nó nhìn thẳng qua là phải được nhà thờ núi vậy, nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua. Đây là những hình ảnh của đường Thái Nguyên, của đường đại lộ Gia Long năm xưa, và phía trước là giao với vòng xoay ngã vòng xoay Mã Vòng đấy vị. Ngay vị trí này là vòng xoay ngã Mã Vòng, giao giữa đường Thái Nguyên, đường Gia Sen, đường Thống Nhất. Và nối dài sẽ là con đường 23 tháng 10 hướng đi lên Diên Khánh, lên quốc lộ, lên bến xe phía nam liên tỉnh mới của Nha Trang ngày nay. Ở đoạn này là hết con đường Thống Nhất. Thống Nhất khi xưa là con đường Độc Lập thôi. Và nối dài vào đây là thuộc con đường 23 tháng 10 hướng đi lên phía tây của thành phố Nha Trang ngày nay. Bên tay phải cô chú anh chị bạn là ngôi chùa Long Sơn, một trong những ngôi chùa cũng khá là nổi tiếng đối với khách du lịch. Chùa Long Sơn là vào mùa này thì đón khách Hàn Quốc, Trung Quốc rất là đông quý vị.
chúng hình vì là cây cầu dứa nè, trong cái cầu rất là rộng. Ở cây cầu dứa này cũng có một cái quán nướng rất nổi tiếng, đó là quán nướng bò tô Tây Ninh. Vào cái ngày lễ cũng như là vào ngày cuối tuần khá là đông khách. Ngồi ở vị trí của cái quán đó thì là cái cầu cho nên nó cũng thoáng mát quá vị. Ăn các cái món nướng ngồi ở những vị trí thoáng thì nó thoải mái hơn. Và đây là những hình ảnh của ngã ba giao giữa đường 23 tháng 10 và con đường Vĩnh Thái. Rẽ trái là hướng đi xuống xã Vĩnh Thái, đồng thời cũng là cái hướng kết nối qua đại lộ Võ Nguyên Giáp. Ở chỗ này thì mọi người hay gọi là ngã ba cây dừa vị. Đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại vị ở một video tiếp theo sau.